Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đến với các bạn một chiếc xe Yamaha Spark đến từ Yamaha Thái Lan. Spark 135i. Thì chiếc xe này là cửa hàng Minh Trung mới vừa đem về luôn. Xe ô tô mới có 10.900 cây số ha. Mình sẽ review cho bạn xem cặn kẽ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, rồi sẽ báo giá xe này. Báo giá luôn cho các bạn nào cần. 135 triệu. Xe màu đỏ. Cửa hàng lúc trước có đến 4 chiếc nhưng mà bán hết rồi. Còn một chiếc ở đây. Mình thấy tình trạng này là cũng chuẩn bị giao đi nè các bạn. Màu xanh. Nhưng bây giờ thì mới về một chiếc màu đỏ thì lâu lắm rồi, mình mới có cơ hội quay chiếc màu đỏ này. 135 triệu nha. Odo là 11.000 cây số đi. 10.900 coi như 11.000 đi ha. Xe tình trạng là nguyên zin, nguyên thủy luôn nha các bạn. Nhưng mà có cái cổ này nè. Cái này thì cửa hàng nói là có như là giống như là sơn lại rầu một lần. Nhưng mà sơn rất đẹp các bạn. Nè, cổ bô nè. Ha. Đó. Và nhìn ha. Hôm nay thì xe đang đậu trên này cho nên mình sẽ cho các bạn xem ở dưới luôn. Đĩa nè các bạn. Odo 11.000 nha. 10.900 mấy đó, coi như 11.000 đi. Kẹp phanh nè ha. Hôm nay thì có cơ hội nữa nằm ở trên này thì mình sẽ cho các bạn xem thiệt là kỹ. Đây ở phần dưới nữa, các bạn xem dưới nè. Mình mở đèn lên. Đó, mà thấy không? Sơn nhông dĩa còn theo xe nha các bạn. Các nước có bảo vệ ha. Đây, phía bên này. Đẹp không? Cổ bô nè ha, có cái màu. Miếng trắng nhiệt đó các bạn ha. Đây. Và đương nhiên rồi, vỏ vẫn còn theo xe nha các bạn. Phuộc nè. Đó. Chiếc này mình sẽ quay hơi lâu nha, quay kỹ nha. Để mình cho các bạn xem cái đách vỏ cái ha. Đây, 39-14. Đó, 39-14 ha. Rồi. Ốc nè. Mình sẽ bắt cái ghế cho mình lên cho các bạn xem ở trên ha. Chìa khóa một cặp. Đây. Đó. Và gương cũng một cặp luôn, ổ khóa nè. Còn rất đẹp luôn ha, len keng luôn. Bây giờ mình soi dưới trước đi các bạn ơi. Trả lên trên ha. Đây là phần động cơ. Máy êm thinh thích luôn các bạn. Mình kêu bô lại là không nghe gì luôn. Các cái trò đạp trước nè. Đạp thắng các bạn. Bé ngót luôn ha. Đó, lọc nhớt nè ha. Chân lồng nè. Đây. Cái dần phần đạp nè. Góc còn tuyệt đẹp luôn rồi các bạn. Bô nè ha. Đây xuống dưới coi ha. Nè chân trống là còn hết nha. Màu xanh chân trống nè. Cổ bô này thì nè các bạn nhìn nè, các bạn nhìn nè. Đó, có sơn lại đó các bạn ha. Nè. Cái này là chắc nó bị nhâm á, rồi mình sơn lại cho nó đẹp. Đây. 800 cm khối. Rồi. Và nhìn ở dưới nè, chút xíu qua bên kia để mình cho các bạn xem ở dưới lên rất là đẹp luôn. Đây. Các chân sau. Phần phuộc ha. Nước sơn nè là còn nguyên si hết nha các bạn, cản nè. Cản này là có chùm keo luôn. Nha, chùm keo luôn nha các bạn. Đây. Đó, chùm keo luôn nha, đèn nè. Vỏ sau nè ha. Đẹp không? Bô nè. Nhìn ở dưới cái bô nha. Đó. Chưa khi nào là có cơ hội tuyệt vời như thế này để soi nó ở dưới. Đó, phần gấp ở dưới nè, chổi nè ha. Cây đũa mà đạp thắng đó các bạn. Vàng luôn ha. Chỗ này nè. Mâm nè. Để mình cho các bạn xem cái đách vỏ sau luôn. Đâu rồi đây. 14. 41, 14 nha. À. Thấy không? Đây. Dĩa này là chưa từng mở, chưa từng thay nha các bạn. Các bạn xem nè. À, 39 răng ha.
Còn cái nhông trước thì thua rồi. Nè, chân trống bên nè các bạn, đẹp không? Nè, cần số nè. Còn bén tay đó các bạn. Tóc nè. Đây, sồi dưới nha. Số máy ha. Dưới nè. Quay cỡ này là kỹ chưa các bạn? Đó, thấy không? Ở dưới này mà nó còn đẹp vậy ha. 11.000 cây số là cũng đi mưa đi sình dữ lắm đó các bạn. Ha, đi mưa đi sình dữ lắm luôn á. Mà còn được giày thì cũng là chủ đi kỹ rồi. Không, ốc này nè. Ốc này thì nó xuống rồi nè. Cái này thì nó tại cái lốc nó nóng đó các bạn. Mà đi sình đi nước thì nó mau hơn. Ốc này còn đẹp nè. Ha. Chân trống nè. Được rồi không? Đó, bây giờ mình sẽ lên tới trên nha. Đây, lên trên nha, cầm công tắc nè các bạn. Đẹp không? 10.911 cây số ha. Xe là không có công tắc đèn luôn, cho nên là khi mình mở khóa lên là cháy đèn. Đó, có pha đó các bạn. Bây giờ mình mở yên nha. Khoan đi, mình mở yên cái ha. Nè, yên là yên zin nha các bạn. Còn thấy keo không nè? Đó. Đây, miếng cao su nè. Nó chùm cái thùng xăng ha. Thùng chì nè. Cái khu vực để bình ắc quy ha. Rất là kỹ lưỡng. Đó, da yên nữa các bạn. Để mình quay qua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nổ máy nha. Đấy, còn nhìn nè. Cho này nhìn kỹ ha. Cặp gương nè các bạn. Gương này á, là xi nha, chứ không phải sơn ha. Ha. Đó, cục gù nè. Còn nguyên luôn ha. Đề máy nha. Rồi, đi xuống thôi. Máy đang nổ đây nha các bạn. Đó, mình mở xi nhan, mở đèn cho các bạn ngắm một cái ha. Rồi mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy. Tiếng máy này nghe cho có lệ thôi, chứ thực ra là cũng không nghe được gì đâu các bạn ơi. Máy hàng VIP này thì đương nhiên là máy móc nó phải giữ rồi. Màu đỏ ha. Mình thì thích màu đỏ hơn màu xanh. Mà đúng ra cái đời Spark này thì mình thấy màu xanh nó mới đúng đời đúng không? Nhìn cái màu xanh nó đẹp hơn đúng không? Tại vì mình thì mình thích màu đỏ, cái ru mình á, cái gu mình là thích màu đỏ thôi. Đẹp quá ha các bạn. Vô nè. Đẹp không? Bây giờ mình nghe tiếng máy nha. Mình đứng ở này chắc các bạn không nghe đâu. Nghe này là nghe tiếng bô đó các bạn. Mình sẽ bịt cái bô lại nha, để cho các bạn nghe ha. Mình để đây đi. Đó, hai bịt bô đó các bạn. Nè, thấy không? Có nghe gì không? Có nghe gì không? Thôi ha. Giá là 135 triệu nha.
bạn nào thực sự mà đam mê thích cái dòng xe này, mua chủ yếu là để sưu tầm thôi ha. Chứ với giá tiền này thì sẽ có rất nhiều bạn nói là mua được rất là nhiều các xe khác, nhưng mà các xe khác nó không phải là chiếc Spark này. Chiếc Spark này nó không phải là những chiếc xe khác, các bạn nhớ vấn đề đó ha. Nó là Spark chứ không phải là xe khác, nó vui các bạn thôi. Thì xe này cửa hàng mới về luôn á, bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho cửa hàng ngay đi, mình có thể thương lượng giá, giá mình báo lúc nào cũng thương lượng hết các bạn. Cửa hàng có ship xe luôn, ví dụ như các bạn không có thời gian đi tới đây á, mình xem qua video của mình nè, hoặc là mình nhờ cửa hàng nó quay kỹ hơn, mình còn thắc mắc chỗ nào đó mình cứ cho cửa hàng quay thật là kỹ chỗ đó để các bạn xem xe rồi được đặt hàng luôn, mua cửa hàng ship cho các bạn luôn, hỏi cần đến đây. Mình ghi địa chỉ cửa hàng với số điện thoại ở trên màn hình luôn, và thêm một cái Facebook nữa trong phần mô tả để các bạn có thể là tiện theo dõi, kết bạn Zalo, kết bạn Facebook. Mình tư vấn giá, thương lượng giá nó dễ hơn. Còn với xe này thì nó thật là nó không còn gì để mà đánh giá nữa, tại vì nó đẹp hầu như là toàn diện rồi. Chỉ có một điểm trừ duy nhất thôi là cái phần cổ vô này ha. Mà phải rồi, xe 11.000 cây số rồi làm sao mà cổ vô nó còn nguyên si được các bạn, nó không phải chốc chứ, đúng không? Sơn sẵn rồi mình về mình chạy luôn nó khỏe hơn. Rồi. Kết thúc video nha. Mình xin chào các bạn.